cho tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách soi sáu xính không, làm sao mà soi được một cách chuẩn nhất đấy, đúng không? Thì hôm nay mình sẽ không viết ra kiểu là sóng kiểu là lên xuống là rất là khó, thì mình sẽ phân tích ra là lên xuống và xuống lên như thế nào, đúng không? Đấy thì mình sẽ phân tích cho anh em. Thì theo kiểu này xính ngầu mình sẽ có là ba kiểu, xính ngầu một này, xính ngầu một đúng không, và đây là xính ngầu hai, và đây là xính ngầu ba. Đấy, ba cái điểm chính ngầu này anh em hay soi được là ví dụ có thể là hai điểm chính ngầu chỗ chuẩn thì gần một chính ngầu kia là chạy đều luôn, là anh em cũng có thể là thành công cao rồi, đúng không? Nhưng mà hôm nay mình sẽ bổ túc cho anh em là soi ba cái điểm chính ngầu này lên chúng như nào nhá. Thì mình sẽ ghi đây, ở đầu ví dụ mình ghi tắt nhé. Thì ví dụ ở chính ngầu một thì là chính ngầu một nó lên này, và chính ngầu hai là chính ngầu hai cũng lên này, hay là chính ngầu ba là một xuống này. Đấy. Thì ba cái điểm chính ngầu này thì là hai lên và một xuống, thì anh em sẽ bắt tính sau được là anh em lấy hai lên một xuống thì bắt tính sau là một xuống này, một xuống này, một lên này. Đấy. Để bắt ngược lại với hai cái điểm trước này cho mình, hai lên thì nó bắt hai xuống và một xuống thì anh em bắt lên, được chưa? Anh em sẽ bắt ngược như thế cho mình nha. Và khi mà hai xuống rồi và một lên rồi thì nó không thể nào mà bắt ngược lại như kiểu là hai xuống, thì nó có là hai lên ngược cho hai xuống này, nó có thể là bắt một ngang này. Đấy, và một ngang này, và ở đây nữa là một lên này, nó sẽ bắt lên tiếp này, nó lên năm rồi thì được lên sáu đúng không, lên bốn rồi lên năm cũng được. Đấy, nghĩa là sao mà đây là hai lên ngang này và một lên, tức là hai ngang này chỉ là hai xỉu xỉu và một tà, một điểm tà thôi, thì có thể ở đây là hai hai và một điểm sáu đúng không, thì vẫn là một con xỉu, được chưa? Đấy, đây là vị thế vẫn nằm trong cái danh sách là ở xỉu nhé. Và tiếp tục đây, các anh em sẽ nhớ là cái bảng này mình chia sẻ để anh em có thể tự tin là khi vào chơi thì em lôi cái này ra, em gặp trong chính đầu đang ở trường hợp này em sẽ pha nhé. Và bây giờ là hai ngang và một lên, thì bây giờ em sẽ là một xuống cho mình, được chưa? Điểm này thì em bắt là một lên. Đấy. Và cái điểm này thì em bắt lại là một ngang, được chưa? Đấy. Thì khi mà một xỉu, một xỉu này, ở đây là hai tài này, vì là sau cũng làm ngang này thì đây là một điểm xỉu hai chẳng hạn, đúng không? Thì đây là một điểm xỉu ví dụ như là xỉu hai nữa này, đây xỉu xỉu ba được, đây xỉu sáu, thì cái trường hợp nó vẫn có thể là gọi xỉu, em có thể là gọi xỉu, đúng không? Nhưng mà lúc đấy em so xỉu ngầu hay là xỉu ngầu gì, ví dụ đây có thể là xỉu ngầu hai, xỉu ngầu hai là xỉu ngầu sáu, hay xỉu ngầu sáu thì nó vẫn là một xỉu cấp 10 chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp nếu mà đây là trước đó là cái điểm làm ngang này điểm xỉu ba hay xỉu bốn chẳng hạn, thì sau này thì nó là một con xỉu ba xỉu hai thôi, thì trường hợp này có thể là một tài, đúng không? Đó. Ok, thì tiếp tục anh em nha. Thì đây là một xuống, thì đây là một ngang. Thì một xuống này thì em sẽ cắt sang cho mình là chính là một lên tiếp này. Đó. Và đây sẽ là một ngang này. Và đây sẽ là một xuống này. Đấy. Và một lên một ngang một xuống. Thì cái tiếng này sẽ nằm ở xỉu nha, ví dụ là một cây mình chịu lên cho 6 đi. Đấy, một ngang thì đây là 2 đúng không, đây là 2 hoặc là 3 gì đó đúng không, đây là xỉu thì nó sẽ là 1. Đấy, 1, 3 này và 1, 6 này đúng không, 6, 3, 6, 1 thì đúng không, 3 con 10 xảy ra trường hợp này cũng đúng anh em nhé. Đây là cái điểm soi chính ngầu của mình, anh em có tham khảo được cách soi chính ngầu này thì cũng có cái lãi cực kỳ là ổn anh em ạ. Nhiều người là hay là soi theo kiểu là nhìn thấy kiểu là cái tiếng trước là lên nhiều rồi đúng không, thì em bắt tăng xuống, thì cái đấy là cũng đúng, chỉ là một ở cái điểm cầu thôi. Nhưng mà anh em nhớ đây là quy luật của nó nha, đấy, kiểu là kiểu lập trình sẵn ở game rồi ấy. Mình ghi nhớ mình trước là 5-6 năm nay rồi, cái điểm cầu này cũng ghi nhớ rồi, thì cái điểm này lên xuống thì nó sẽ rất là đúng anh em nha. Cái này nhìn nó có thể khó hiểu cái này thôi, nhưng mà khi mà anh em gặp phải anh em xem xét đây xem những trùng những trường hợp nào thì anh em sẽ pha vốn vào cái trường hợp đấy đúng không, cũng được.
còn không thì em cứ học qua kinh nghiệm này, thì khi mà vào chơi thực chiến thì em gặp phải thì em sẽ phải là áp dụng vào chơi thôi. Đấy. Tiếp tục mình nhá, và đây là một lên một ngang và một xuống, thì bắt tiếp chính là một lên thì nó sẽ là một ngang này. Đấy. Một ngang thì em bắt đầu một lên này, và đây là một xuống thì em sẽ là một ngang này. Đấy. Thì trong trường hợp này thì nó đang là một điểm tài em nhé, một điểm tài thì có thể là số việt ba đứa xỉu của sau đó là một điểm tài ở đây được chưa. Đấy, và bây giờ trường hợp sẽ chạy là một ngang một lên và một ngang, thì tiếp tục một ngang này đã tập xuống là một xỉu này nha. Đấy, một lên tiếp và trường hợp này bắt là một lên tiếp, đây là điểm tài tiếp này, có thể là tài kép chẳng hạn đúng không. Đấy, khi mà anh em gặp phải ở những cái điểm cầu này thì em cứ bắt tiếp cho mình, nếu như anh em mà không muốn soi nhiều thì em chỉ cần làm soi được là gần hai cái bệnh này đúng không, thì anh em lúc đấy là nhìn thấy là phù hợp với con bệnh rồi để em có thể là theo bệnh đúng không, thì em sẽ không gọi là không đi cần cái soi cầu nữa, lúc đấy chỉ cần là soi hai cái cầu thôi là thấy nó theo dạng cầu nào đúng như cầu đấy rồi thì em sẽ pha vốn vào thôi đúng không, không cần soi nhiều được chưa. Đấy. Cái công thức soi sinh học này của mình khá là ok, mình thành công hút từ công thức này từ 90 này đến 95% tỷ lệ thắng anh em nha. Nên là vì thế anh em nào muốn chơi từ công thức soi sinh học ra được sinh học lên xuống như này thì nó phải tham khảo nhé, bởi vì là mình chơi mình áp dụng cũng khá thành công rồi, nên là vì thế ít khi là có thua tham cũng là lỗ, nên là anh em phải tham khảo một cách là chính xác nhất. Đấy, để con từng phiên chiến đấu nhé, thế đừng có sai một điểm chiến đấu nào anh em nhé, anh em mà sai một điểm thôi là kết quả là khác rồi, nên là vì thế là tức là phải chuẩn gần như là chính xác là 99% cho mình nhé. Ok, thì video này kết thúc ở đây, chúc anh em may mắn bằng cái công thức soi điểm sĩ ngầu này sẽ cực kỳ là chuẩn luôn anh em nhé. Ok, chào tất cả anh em, hẹn anh em và mình ở những video lần sau. Bye bye nhé.